em xin chào tất cả các bác yêu lan trên mọi miền tổ quốc hôm nay em nói về cây nghinh xuân một cái nội dung khá là đầy đủ trong cái việc chăm sóc để cho cây không bị rớt lá vàng lá cho đến khi nhú nụ và chăm sóc cái nụ hoa làm sao cho nó chất lượng tốt nhất để cây không gặp cái tình trạng là bị rụng nụ hoặc là cái vòi hoa của nó phát triển chậm hoa bị rụng nụ các bác cùng xem nhé video mà nói về cây uh, nghinh xuân này rồi và mỗi cái video thì uh, đều có một cái lượng xem phải nói là kỷ lục lên đến hàng trăm ngàn lượt xem các bác cũng uh, phản hồi qua lại rất là nhiều vì uh, thực hiện chăm sóc cái cây lan gặp rất nhiều những cái khó khăn các bác ạ ví dụ như là bị uh, rớt lá vàng lá nhăn lá là những cái triệu chứng mà chúng ta thường xuyên gặp phải rồi đến mùa hoa thì cây ra hoa là không đúng mùa và đặc biệt cái cây này nó nổi bật của nó là ra hoa vào cái dịp tết cho nên khi mà ai mà chăm sóc á, thì đều mong muốn là cái cây hoa của mình nó ra hoa vào đúng với mùa đúng với dịp tết để thưởng thức cái bông hoa rất là thơm và nét đẹp của nó thì thực sự mà nói là hoàn hảo cho nên hy vọng cái video này một lần nữa các bác sẽ tổng hợp lại cái thông tin để có được cái nhìn tổng thể nhất về cái dòng nghinh xuân để chúng ta chơi nó một cách tự tin chăm sóc rất đơn giản nhưng mà hiệu quả vấn đề đầu tiên thì em cũng muốn thông qua để cho các bác cùng nắm được một chút cái thị trường thì đối với thị trường nghinh xuân á hiện tại là có hai loại một là nghinh xuân rừng và hai là nghinh xuân thái trước kia thì anh em chơi nghinh xuân rừng là chủ yếu bởi vì thời điểm đó là cái dòng nghinh xuân thái là nó cũng chưa phải là phổ biến nhưng mà gần đây thì các bác chuyển dịch và chơi nghinh xuân thái nhiều hơn bởi vì ở cây nghinh xuân thái nó có những cái ưu điểm nhất định ví dụ như về hoa thì cái cây nghinh xuân rừng á nó chỉ có một mặt bông thôi đó là trắng chấm tím những cây mà nó đột biến là màu trắng hết lại là vấn đề khác còn ninh xuân thái thì nó lại rất là nhiều về cái màu sắc nó lên đến 14 gam màu cho nên khi mà anh em ghép lũa một cái quần thể gồm có nhiều cây khi mùa hoa ở nó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái màu hoa nó sẽ phong phú hơn nó tô điểm nhìn đẹp hơn cái vấn đề tiếp theo là về cái cấu trúc Thân lá thì đối với Nginh Xuân Thái thì cái cấu trúc của nó sẽ đẹp hơn các bác nhé. Cây Nginh Xuân Rừng thì dòng lá lướt rất nhiều. Khi mà nó phát triển lâu năm thì thường là nó sẽ mang nhất là mình nhìn nó xấu đi. Nhưng mà cái cây Nginh Xuân Thái thì phần lớn chủ yếu luôn á là dòng lá xếp cho nên về cái cấu trúc của nó là nó sẽ đẹp hơn càng lâu năm thì nó lại càng đẹp à, và cây nghinh xuân thái thì nó vẫn cho hoa vào cái dịp tết đấy là cái đặc trưng rồi cho nên nó vẫn có cái tên gọi là nghinh xuân là vậy đó là đón tết đấy các bác thì chúng ta nắm được một chút cái thông tin là như vậy việc chăm sóc thì cây nghinh xuân thái em đánh giá là chăm sóc nó đơn giản và phát triển tốt hơn cây nghinh xuân rừng nếu bác nào mà đã từng chăm sóc nghinh xuân rừng sẽ thấy chết thì nó không chết được nhưng sự đỏng đảnh của nó thì có nó hay gặp cái tình trạng bị rớt lá vàng lá nhăn lá rụng lá nhưng mà đối với dòng này thì nó cũng có những cái tính chất đấy nhưng mà mình hoàn toàn có thể mình khắc phục được trong cái việc chăm sóc thì em sẽ nói về vấn đề chăm sóc các bác nhé cây nghinh xuân thì nó được xếp vào dòng đơn thân rễ gió cho nên chúng ta phải hiểu được cái tính chất của cây thì chúng ta chăm sóc với đảm bảo được. À, môi trường sống là cái vấn đề quyết định sự phát triển của cây nghinh Xuân. Chứ nó không hẳn là dùng các loại phân đâu. Cho nên nhiều bác bón phân thường xuyên định kỳ nhưng mà cây vẫn không phát triển được. Là do cái môi trường của nó là môi trường không đảm bảo. Nó là dòng lá mà các bác. Cho nên nếu như mà vị trí đặt cây mà không phù hợp mà thiếu những cái tính chất cơ bản thì chắc chắn cây nó sẽ èo ọt, nó không phát triển được. Cho nên nếu như bác nào chơi dòng này thì nên ưu tiên đặt cây ở cái vị trí có thể là tốt nhất vượt về một số những cái điều kiện như sau. Ví dụ như về ánh sáng, ánh sáng của nó thì nó chỉ cần ở cái ngưỡng 40 đến 60% ánh sáng là đảm bảo. Vấn đề thứ hai là về gió, nếu trồng loại này mà để ở cái môi trường không gian tù có nghĩa là phần gió nó không có thì chắc chắn một điều sẽ thất bại nó dòng đơn thân rễ gió mà các bác nó yêu cầu về cái độ thoáng rất là cao cho nên cần phải ở một cái không gian mà có cái nơi thoáng mát vấn đề thứ ba là độ ẩm độ ẩm là cái phần chúng ta tưới và để cây ở cái nơi mà có cái độ ẩm nó đảm bảo về cái lượng nước nguồn nước thường xuyên cho cây thì nó sẽ rất là ok như chúng ta cũng biết là đối với một cái cây nghinh xuân như thế này thì cái phần rễ đôi khi ở nhà các bác thấy rằng là gì ạ rễ nó chưa có hoặc nó đen hoặc nó xấu nhưng mà cái hệ thống lá của nó vẫn là xanh mượt bởi vì riêng vào dòng này nó sẽ hấp thụ dinh dưỡng qua hai bộ phận, một là rễ và hai là hệ thống lá. Cho nên nếu như chúng ta nắm được cái tính chất hấp thụ dinh dưỡng từ hệ thống lá thì chúng ta bổ trợ cho nó phân thường xuyên qua hệ thống lá thì cái cây nó sẽ rất là tốt các bác nhé. Nó không bao giờ gặp cái tình trạng là rớt lá đâu các bác. À giờ thì em sẽ nói về phần chăm sóc để cho các bác tiện trong cái việc hình dung nha. Đối với cây nghinh xuân này thì các bác lưu ý là phải thực hiện duy trì độ ẩm và tưới cho nó thường xuyên luôn. Có thể ngày 2, 3 lần tùy vào cái vấn đề là thời tiết. Nhưng về cái cơ bản là cái cây này nó phải có được một cái độ ẩm nhất định thì nó mới phát triển được. Thì tùy theo khu vực ở các bác lưu ý trong cái việc tưới cho cây nghinh xuân này. Còn à, vấn đề sử dụng à, phân thuốc của nó cũng khá là cơ bản thôi, không có vấn đề gì. Nhưng chúng ta phải biết giai đoạn nào là dùng phân nào bởi vì cái cây nghinh xuân này nó có một cái mà nó khác với những cái dòng thân thòng ví dụ như là phi điệp phi điệp thì nó có cái mùa nghỉ của nó các bác cái mùa nghỉ của nó nó rơi vào trước mùa hoa nó mùa nghỉ xong nó mới đến cái giai đoạn là ra hoa nhưng mà với cây nghinh xuân thì nó lại ngược lại có nghĩa là nó ra hoa xong nó mới đến mùa nghỉ ví dụ dòng này cho ra hoa vào dịp tết thì sau khi mà cho ra hoa xong thì cây nó sẽ chuyển sang mùa nghỉ nó nghỉ để nó lấy sức để nó chuyển sang một cái mùa sinh trưởng là phát triển đấy các bác cho nên là sau mùa hoa sẽ là mùa nghỉ và mùa nghỉ của dòng này thì nó kéo dài tầm khoảng độ một tháng đến một tháng rưỡi sau đó là chúng ta thực hiện nắm được ví dụ như tầm tháng 2 tháng 3 là đến mùa nghỉ của nó thì sau cái thời gian này chúng ta bắt đầu việc chăm sóc mạnh về những cái dòng phân thì uh, khi mà sau mùa nghỉ rồi em sử dụng những gì thứ nhất là mà uh, super là nó là kích thích tăng trưởng hormone và b1 b1 thì các bác có thể sử dụng của thái hay là của mỹ đều được nói chung là không cầu kỳ về vấn đề này có loại nào thì dùng loại đấy dùng uh, giá thành nó hợp lý với bản thân mình là được kể cả như không sử dụng b1 các bác cũng có thể sử dụng nước vo gạo nó cũng có thành phần của B1 và cái thứ hai là kích rễ. Kích rễ trên thị trường cũng có khá là nhiều. Ví dụ như N3M, rốt 2, BiMix, nói chung là nhiều hãng lắm các bác. Nhưng mà mình cơ bản là ở khu vực mình cung cấp loại nào thì mình dùng loại đấy. Như vậy thì sau mùa nghỉ là chúng ta bắt đầu nghĩ đến vấn đề là tăng cường cái bộ rễ cho nó phát triển tốt bởi vì là cái giai đoạn mà cái cây nghinh xuân nó đang nụ rồi hoa thì cái bộ rễ của nó gần như là nó xấu nhất năm có nghĩa là nó bị đen cái đầu rễ và nó cằn cỗi cái rễ cái rễ nó không còn được mượt mà đầu rễ xanh như cái giai đoạn khác ở trong năm đâu các bác cho nên chú ý điều này là chúng ta sau mùa nghỉ là chúng ta xác định một điều tăng cường để kích hoạt cái bộ rễ và chúng ta có thể sử dụng ba cái loại này super thai b 1 và kích rễ thì các bác có thể pha như thế này với một lít nước thì các bác sử dụng là tầm 2 đến 3 giọt Superthai, 5 giọt B1 và 5 giọt kích rễ các bác hòa tan và thực hiện phun đều cho cây. Cứ khoảng độ 5 đến 7 ngày các bác phun một lần và phun như vậy tầm khoảng độ 1 tháng để cho cái bộ rễ nó ra mới và nó ổn định. Khi mà rễ đã ok rồi thì chúng ta chuyển sang một cái giai đoạn đó là giai đoạn dùng phân. Đến giai đoạn sau mùa nghỉ là cái giai đoạn mà cái cây nó có độ sinh trưởng rất mạnh. Cho nên chúng ta dùng các cái loại phân mà nó mang cái hàm lượng đạm cao Ví dụ như là 30-10-10 là có cái hàm lượng đạm là 30% à, Cho các bác bổ trợ vào Cứ một tuần là phun một lần Hoặc là 5 ngày phun một lần Chúng ta sử dụng là cứ một thìa cà phê với một lít nước Các bác hòa tan và thực hiện phun Và lưu ý những dòng phân này là em đang hướng đến là phân bón lá các bác nhá Sử dụng phun toàn bộ cây luôn Là sử dụng phân bón lá Giai đoạn mà phát triển mạnh nó là 30, 10, 10. À, khi mà cây đã phát triển mạnh, ok, ổn định thì để cân bằng lượng phân tránh trường hợp nó bị thiếu lân và kali Tại vì trước đó chúng ta đã giảm lân và kali rồi. Thì các bác sử dụng 20 đều để bổ trợ một cách đầy đủ cho cây. Trong một cái giai đoạn tầm khoảng độ 2 tháng đến giai đoạn tầm khoảng độ tháng 9 âm thì các bác chuyển phân. Các bác lại ưu tiên cái dòng phân mà có cái hàm lượng lân và kali cao để bổ trợ cho mùa hoa Ví dụ như các bác sử dụng là cái loại 6, 30, 30 hoặc là 10, 30, 30 là những cái dòng phân bón lá mà có cái hàm lượng lân và kali cao để nó bổ trợ và nó kích hoạt cái hệ thống vòi hoa. Và khi mà đã ra vòi hoa rồi thì các bác tiếp tục duy trì. Chứ không phải là có vòi hoa là chúng ta dừng sử dụng phân. Có vòi hoa nhưng mà hoa chưa bung thì cái giai đoạn này nó tiếp tục cần lân và kali Thì các bác sử dụng cái loại là 701 hoặc là những cái dòng 6, 30, 30 để thực hiện là phun tiếp cho cây thì khi đấy cây nó sẽ ra vòi hoa và nó sẽ phát triển cái vòi hoa này được một cách tốt nhất Đó, nó không bị trột đây các bác xem những cái vòi hoa của nó nó nhú lên rất là khỏe. Hiện tại còn khoảng độ một tháng rưỡi nữa là đến Tết thì với cái vòi hoa như thế này là đảm bảo các bác này. Tại vì vòi hoa của nó phát triển hơn một tháng, nó dao động từ khi nhú cho đến khi bung nó rơi vào khoảng độ một tháng rưỡi hoặc là một tháng 20 ngày. Thì với những cái vòi hoa này thì nó đảm bảo được là nó nở đúng vào cái dịp Tết đấy các bác, những cái vòi hoa. Nếu mà được bổ trợ phân tốt thì những cái cây nó sẽ ra rất nhiều vòi hoa các bác nhé. Cây em quay đều là hai ba vòi hoa luôn những cái nách của nó đều có vòi hoa đấy các bác đây các bác nhìn đều là vòi hoa đấy, những cái vòi hoa phát triển rất là ok bởi vì mình đã bổ trợ cho nó một cái lượng lân và kali nó phù hợp thì cái cây nó sẽ ra hoa rất là đều và đúng cái thời điểm và khi mà nói về hoa để căn chỉnh làm sao cho nó đúng vào cái dịp tết thì lại là một cái vấn đề nữa thì uh, chúng ta cũng biết như thế này này cây nghinh xuân này thì nó ra hoa vào mùa xuân mùa xuân của nó thì nó không phải là cứ đúng tết đâu các bác nó gọi là mùa xuân mà nó có thể trước tết đúng tết và sau tết cho nên cái việc mà chúng ta căn làm sao cho nó ra hoa đúng tết lại là một cái mà chúng ta cần phải nắm được một chút về cái đặc tính của cây và ánh sáng khi mà chúng ta chăm sóc ví dụ như cây này vòi hoa của nó dài hơn một chút thì chúng ta có thể để nó ở cái nơi mà ánh sáng nó thấp hơn để chúng ta kiềm chế cái sự phát triển của vòi hoa còn với những cái vòi hoa mà mới nhú thì chúng ta muốn cho nó nhanh hơn thì chúng ta để ở cái nơi có ánh sáng cao hơn ví dụ như đến thời điểm này thì chưa căn chỉnh việc căn chỉnh nó sẽ khó hơn nhưng mà khi vòi hoa nó dài tầm khoảng độ 10 cho đến 15 cm thì khi đấy chúng ta mới bắt đầu thực hiện là căn chỉnh theo ánh sáng để cho nó ra hoa vào dịp tết ví dụ như là nó dài được tầm 15 cm rồi và cái phần nụ hoa ở trên cái vòi đấy nó đang còn nhỏ thì chúng ta có thể là xác định còn khoảng độ 20 ngày nữa là đến Tết thì các bác có thể là chuyển nó ra ánh sáng cao hơn để cho cái vòi hoa nó phát triển mạnh hơn cho cái nụ hoa nó to hơn Còn nếu như mà đến sát Tết rồi bông hoa của nó nó lại bung ra hơi sớm có nghĩa là vòi hoa nó to và đã cũng gần gần đến Tết rồi thì chúng ta bắt đầu thực hiện uh, ngược lại cái quy trình trước đó đấy có nghĩa là chúng ta sử dụng ánh sáng để kiềm chế hay là cho cái vòi hoa nó thực hiện nó phát triển để cho nó ra hoa ưng ý đúng cái thời điểm của chúng ta các bác nhé à, khi mà cây uh, bắt đầu nhú vòi nhú nụ thì uh, các bác cũng sẽ hỏi em nhiều nhất về cái thông tin là cái chế độ tưới cho nó như thế nào em cũng nói luôn uh, đến cái thời điểm này thì chúng ta vẫn bổ trợ tưới cho nó một cách thường xuyên đều đặn lượng nước có thể giảm hơn nhưng mà vẫn phải tưới để cho tránh cái trường hợp cây nó thiếu nước là lá nó sẽ không căng và nó sẽ bị vàng nó khác với những cái dòng thân thòng đấy các bác thân thòng thì đến mùa hoa thì chúng ta có thể là ngắt nước nhưng mà đối với dòng này thì chúng ta vẫn phải bổ trợ nước cho nó các bác nhé nước là một cái mà yếu tố rất là cần đối với dòng này nó cần hơn là phân đấy các bác phân có thể thiếu nhưng nước không thể thiếu được cho nên chúng ta vẫn phải duy trì thực hiện tưới cho nó với cái mùa mà gọi là mùa xuân thì chúng ta thấy rằng là cái khí hậu thường là nó sẽ mát hơn và đôi khi nó hơi lặng theo khu vực thì chúng ta cũng cần phải biết cái cách để chúng ta thực hiện tưới ví dụ như các bác ở khu vực ngoài Bắc á, thì khi mà chúng ta thực hiện tưới thì chúng ta cũng chọn cái thời điểm tưới làm sao cho nó phù hợp ví dụ là tưới vào cái khung giờ 9 đến 10 giờ kể cả là trưa cũng được tại vì ngoài bắc thì mùa đấy nó không có nắng cho nên chúng ta chọn cái thời điểm mà có cái khí hậu nó ấm ấm á, trong ngày để chúng ta thực hiện tưới cho nó còn đối với các bác ở trong nam thì trưa thì đôi khi nó vẫn nóng thì chúng ta lại vẫn duy trì cái cách tưới đó là một ngày có thể là hai lần sáng và chiều thì cái cây nó sẽ luôn luôn nó có đủ cái lượng nước để nó phát triển à, thông qua video này thì em cũng đã trao đổi với các bác về cái dòng nghinh xuân cách thực hiện chăm sóc nó trong xuyên suốt một năm và cái cách thực hiện sử dụng các loại phân để bổ trợ đặc biệt là phân món lá và nhất là cái giai đoạn mà nó đang có nụ rồi là để cho nó phát triển cái quá trình nụ của nó cũng như là cái cách mà chúng ta kiềm chế hoặc tăng để làm sao đó cho cái vòi hoa của nó phát triển mạnh hơn và đúng vào cái dịp Tết đến Xuân về thì em xin phép kết thúc video ở đây Em chúc các bác sức khỏe. À, nếu các bác cảm thấy video hữu ích, đừng quên đăng ký kênh để thường xuyên nhận được những cái video mới nhất của em về chủ đề phong lan. Chia sẻ và like để nhiều người khác cùng được xem video này. Em xin chân thành cảm ơn.